Thưa quý vị, thưởng 9 triệu đồng cho người sinh con thứ hai. Và đây là đề xuất đáng chú ý đang được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật dân số để trình chính phủ. Liệu nội dung này sẽ được người dân đón nhận và hưởng ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của phóng viên Văn Thành ngay sau đây để có thể hiểu rõ hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo đề xuất của Bộ Y tế, người dân ở vùng đang có mức sinh thấp nếu sinh con thứ hai có thể nhận được hỗ trợ về tiền mặt cũng như các chính sách về giáo dục, y tế, nhà ở. Vậy cụ thể những chính sách ưu đãi mà người dân có thể được hưởng là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025. Theo đó, vùng mức sinh thấp gồm 21 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Theo đó, các biện pháp Bộ Y tế đề xuất bao gồm: nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền ít nhất tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất, ít nhất tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai. Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng cụ thể: vùng 1 là 4.420.000 đồng, vùng 2 3.920.000 đồng, vùng 3 3.420.000 đồng và vùng 4 3.070.000 đồng. Cặp vợ chồng cam kết sinh đủ hai con được nhà nước hỗ trợ cho con của họ được học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập, miễn học phí khi theo học trung học cơ sở công lập. Nhà nước cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình, xây dựng môi trường cộng đồng phù hợp, tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, chăm sóc và nuôi dạy con tốt, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời khuyến khích trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ. Vâng, thưa quý vị, ở nhiều quốc gia có tỷ lệ sinh thấp và kinh tế phát triển, việc dùng ngân sách hỗ trợ cho các gia đình sinh con và quá trình nuôi dạy là bình thường. Nhưng ở Việt Nam, đây là việc mới khi lần đầu tiên Bộ Y tế có đề xuất này. Vậy thưởng tiền liệu có thúc đẩy các cặp vợ chồng quyết định sinh đủ hai con? Sau đây sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Vợ chồng chị Ngoan đã có một bé trai đầu lòng sau gần 2 năm kết hôn. Khi nghe thông tin Bộ Y tế có đề xuất thưởng tiền mặt cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, chị Ngoan và chồng cũng có tìm hiểu, nhưng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu sinh một con. Thì nếu như để sinh thêm em bé thứ hai thì tôi vẫn mong muốn là vấn đề về sẽ được quan tâm hơn về vấn đề như là sẽ kéo dài thời gian nghỉ cho người bố hơn, để người bố có thể chăm sóc phụ cho mẹ trong giai đoạn đầu, cũng như là sẽ quan tâm hơn về lĩnh vực giáo dục. Còn theo quan niệm của chị Tú, việc sinh một con hay hai con còn tùy vào bản thân mỗi gia đình quyết định. Trong đó đầu tiên là sức khỏe của người mẹ, kế tiếp là khả năng tài chính để nuôi dạy phát triển đứa trẻ một cách toàn diện. Do đó việc có được thưởng tiền hay không đối với chị không phải là vấn đề quan trọng. Cái đầu tiên mình quan trọng nhất là cái sức khỏe của mẹ. Thứ hai là vấn đề về giáo dục con, nuôi dạy con. Trước đây vì ông bà ta nghĩ là đông con, đông cháu thì nhiều lộc các thứ ấy. Thì riêng đối với bản thân mình thì việc nuôi con để phát triển cho con thì nó quan trọng hơn rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên chính sách dân số của Việt Nam đề xuất thực hiện thưởng tiền khi tỷ lệ sinh giảm tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Sau nhiều năm thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam cũng bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ dân số già. Tôi nghĩ rằng là những cái giải pháp đấy thì cũng tốt, nhưng mà chắc là chưa đủ. Như tôi nói là nuôi một đứa trẻ thì nó tốn kém hơn rất là nhiều. Nghĩ là cần phải có những nhiều cái chính sách xã hội khác, nó phải rất là đồng bộ. Đồng bộ từ cái chuyện là những chính sách về giáo dục này, chính sách về việc làm này, thế rồi là cái thay đổi cái nhận thức của người dân về cái việc là phân công lao động trong gia đình. Theo nhiều chuyên gia, đã nhiều lần một số địa phương có đề xuất khuyến sinh, nhưng khảo sát ban đầu cho thấy các bậc cha mẹ ngại sinh con do lo ngại về chi phí nuôi dưỡng, vấn đề trường học, việc làm, nơi gửi con nhỏ. Nếu giải quyết đồng bộ những vấn đề này, thì việc khuyến sinh mới thực sự nhận được sự đồng thuận của các gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng. Vâng, xin cảm ơn bà đã nhận trả lời phỏng vấn của truyền hình Thông Tấn. Vâng, thưa bà đánh giá như thế nào về đề xuất của Bộ Y tế về việc thưởng tiền cũng như có những cái chính sách ưu đãi dành cho những cặp vợ chồng sinh đủ hai con? Thì bên cạnh việc chính sách khuyến khích với họ như thế nào, thứ hai nữa là những vấn đề về mặt truyền thông.
để thay đổi cái nhận thức cũng như là các cái thái độ và các cái thực hành của họ ra sao, điều này vô cùng quan trọng. Một cái nữa đó là trong các hệ thống đấy là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề giáo dục về vấn đề về sức khỏe, về chất lượng dân số, về sức khỏe, thậm chí sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Đi cùng với các biện pháp điều chỉnh dân số thì dự thảo luật dân số cũng đề cập nhiều đến vấn đề cải thiện tập vóc. Bà đánh giá như thế nào về nội dung này? Cái chất lượng của cái thế hệ tiếp theo của chúng ta như thế nào? Và để cải thiện được cái tầm vóc này, bên cạnh cái việc là chúng ta khuyến khích sinh, đấy là tăng về số lượng, đúng không ạ? Thì chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ phải chú trọng đến chất lượng. Đặc biệt bên cạnh đó, chúng ta cần có những cái dịch vụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng dân số hơn nữa. Ví dụ chúng ta đã làm và chúng ta sẽ phải tiếp tục làm những vấn đề về khám tiền hôn nhân, những vấn đề về sàng lọc trước sinh ra sao. Và một điểm nữa mà tôi cũng xin phép lưu ý ở đây, đó là cái việc hạn chế sinh hay là khuyến khích sinh, thì hãy lưu ý rằng Việt Nam cũng là chúng ta cũng đứng đối mặt với nguy cơ về mất cân bằng về tỷ lệ giới tính khi sinh. Và đấy là một điều rất cần lưu ý, bởi vì nếu không cẩn thận khi chúng ta khuyến khích sinh mà người ta lại vẫn cứ theo cái xu hướng đó là gì, tăng sinh, lựa chọn con trai con gái chẳng hạn, thì cái sự mất cân bằng giới tính cũng sẽ lại dẫn đến những cái hệ lụy rất là lớn ở trong tương lai. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, theo các chuyên gia thì đã đến lúc phải có chính sách dân số phù hợp hơn, linh hoạt điều chỉnh theo từng vùng miền thay vì cả nước với nhau. Chính sách thưởng tiền thôi là chưa đủ mà phải đi kèm cơ hội tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở. Điều này cũng sẽ gián tiếp cải thiện chất lượng dân số Việt Nam, giải quyết bài toán già hóa dân số trong giai đoạn hiện nay.